Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một cái căn nhà phải nói là cực phẩm luôn nha mọi người. Với tại vì sao ở cái tiêu đề chỉ 3,5 tỷ sở hữu cái căn nhà này ạ? Bởi vì là đấy là phần trả trước và còn lại là ngân hàng hỗ trợ. Căn nhà này trong video này là thuộc căn nhà liền kề Bắc Hà, dịch vụ ở Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội nha mọi người. Với cái thông số nhà như sau. Diện tích của cái căn nhà này là 88 m, trên sổ đỏ mặt tiền 4,5 m, mặt hậu 4,5 m và chiều sâu là 19 m nha quý vị. Với vị trí ngôi nhà này thì được thiết kế và xây dựng là một tầng hầm để xe và 4 tầng nổi nha mọi người. Như quý khách hàng nhìn trên video thực tế thì với cái căn nhà này, đây mọi người ạ, ô tô có thể đậu hai bên, có vỉa hè, ở trong khu nhà cao cấp, có thể kinh doanh được văn phòng hoặc là mở văn phòng tại nhà. Với vị trí căn nhà này thưa quý vị, ở ngay đối diện với Đại học viện An ninh Nhân dân, ngay sau với lại siêu thị Cốc Mắc, gần với lại trục đường Trần Phú Hà Đông và ngay với trục đường Nguyễn Văn Lộc. Mời quý khách hàng theo em vào vị trí cụ thể của cái căn nhà này, xem căn nhà này thiết kế như thế nào nhá. Và cái giá chào bán cụ thể của cái căn nhà này là 13,6 tỷ đồng. Toàn bộ đã có đầy đủ sổ đỏ và đặc biệt như Ngọc Ánh chia sẻ, chỉ với 3,5 tỷ là nhận nhà ngay, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ cho bên khách hàng vay tối đa 25 năm nha mọi người. Mời mọi người theo em vào tầng 1 của ngôi nhà. Với căn nhà có vỉa hè là 2,5 m, rất là rộng mọi người ạ. Và đây có tầng hầm ở dưới là để xe. Một lát nữa Ngọc Ánh sẽ quay tầng hầm gửi tới quý khách hàng. Đây chính là phía tầng 1 của ngôi nhà mọi người ạ. Với căn nhà thiết kế vô cùng hiện đại và như mọi người nhìn thấy ở trên video đây, toàn bộ chất liệu hoàn thiện nên ngôi nhà đều là chất liệu cao cấp. Hướng của căn nhà này là hướng Tây Bắc, rất là gần với trục đường, chỉ có khoảng tầm 50 m thôi là ra tới trục đường Nguyễn Văn Lộc rồi mọi người ơi. Với hướng Tây Bắc, tuy nhiên thì đây như mọi người có thể quan sát, Ngọc Ánh đang quay lúc 11:30 thì gần như là không có nắng vào nhà. Bởi vì sao ạ? Ở đây cái khu phố này có rất là nhiều cây xanh, rất là thoáng. Bước tới tầng 1 của ngôi nhà thì ở đây chính là cái vị trí mà chủ đầu tư, chủ nhà để ở đây là phần tủ giày nha mọi người. Kệ để giày. Đó. Kệ để giày rất là rộng và cái chất liệu làm lên cái kệ này nó là cái tủ gỗ sồi nha. Mời mọi người theo Ngọc Ánh vào cái phía tầng 1. Đây chính là cái không gian phòng khách của toàn bộ ngôi nhà này. Với thiết kế ở dưới phía phần chân Ngọc Ánh đó chính là gỗ tự nhiên, sàn gỗ tự nhiên. Đấy, đồng thời chủ đầu tư đây có thiết kế rất là chỉn chu tỉ mỉ những cái kệ gỗ ở dán ở trên tường này, cũng như là phòng khách thì để một cái chùm đèn chùm cao cấp này. Trên phía tầng 1 này thì là có một cầu thang đi xuống phía tầng hầm để xe nha mọi người. Tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế gồm một phòng khách rất là rộng và một không gian phòng bếp vô cùng thú vị. Thưa quý vị, ở phía phòng khách của ngôi nhà được ngăn cách bởi cái cầu thang. Hai cái cầu thang thì một cầu thang đi lên trên phía tầng 2 và một cầu thang phía xuống dưới tầng hầm. Thì mời quý khách đi tham quan cái phía tầng hầm của ngôi nhà này. Tầng hầm của ngôi nhà này thì với cái diện tích rất là rộng, có thể chứa được 2 xe ô tô nha mọi người. Đây ạ, phần tầng hầm của ngôi nhà đây có thể để được 2 xe ô tô thoải mái nha mọi người ơi. Và phía tầng hầm ở đây, ngoài đây là thiết kế cửa cuốn. Với căn nhà này nằm trong khu phố dân cư đông đúc cũng như là nằm trong cái khu phố dân cư cao cấp thì đồng nghĩa với việc cái giá bán và cái vị trí của ngôi nhà rất là hợp lý nha mọi người. Với 13,6 tỷ đồng, tuy nhiên cái diện tích là 88 m² và có thể kinh doanh văn phòng được tại vị trí ngôi nhà này. Thiết kế vô cùng hợp lý, tầng hầm để 2 xe ô tô thoải mái. Và với cái căn nhà này thì đây chủ đầu tư có để phần bồn nước ở đây mọi người nha. Đấy, 2 bồn sơn hà để ở phía tầng hầm này. Đồng thời hệ thống máy bơm nước tổng lên trên toàn bộ 4 tầng sử dụng của ngôi nhà đây ạ. Đó. Thiết kế vô cùng hợp lý. Và mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh lên trên khám phá khu vực phòng bếp của ngôi nhà này nha. Đây chính là vị trí gian phòng bếp của ngôi nhà. Đó, tổ ấm nào cũng vậy, cần phải có cái không gian bếp cũng như là bàn tay của các chị em nội trợ. Thì với bước vào cái không gian bếp này thì Ngọc Ánh cảm thấy vô cùng ấm áp mọi người ạ. Cũng như là cái không gian vô cùng thoáng, bởi vì ở đây có một cái cửa giếng trời để lấy ánh sáng từ trên phía trên tầng 4 xuống đây. Phía gian phòng bếp đây tràn ngập ánh sáng mọi người ạ, và rất là thoáng nha. Toàn bộ cái tủ bếp ở đây được thiết kế là tủ gỗ xoan đào. Đấy, hệ thống bếp đây thì mọi người có thể nhìn thấy xung quanh này, để chữ EU luôn đấy mọi người ạ. Ở đây là không gian bếp, ở đây là bếp, ở đây chủ đầu tư có để luôn bếp từ cũng như là cái hút mùi. Toàn bộ cái xung quanh bếp này là ốp kính cường lực này, kính ốp bếp. Với cái căn nhà này thì quý khách hàng chỉ có việc dọn đồ về và ở được ngay nha mọi người. Không gian bếp đây chủ đầu tư còn cố tình thiết kế thêm những cái kệ này để đồ, rất là thuận lợi cho các bà nội trợ nấu nướng. Đây, kệ bếp chất liệu inox 304. Toàn là hàng nhập khẩu cao cấp nha mọi người. Đấy, rất là đẹp ạ. Phải nói thật luôn là mọi người ạ, Ngọc Ánh quay cái căn nhà này nó cảm giác nó bị choáng ngợp ý, bởi vì rất là nhiều những cái thiết kế nó tỉ mỉ và chi tiết, cũng như là thiết kế nó vô cùng hài hòa. Không gian bếp thì nó sang trọng, cũng như là cái khu vực phòng khách, phòng bếp. Toàn bộ cái căn nhà này nó toát lên một cái gì đó rất là chỉn chu của chủ nhà cũ mọi người ạ. Và phía tầng 1 ở đây có một nhà vệ sinh ở phía bên cạnh bếp. Nhà vệ sinh thì đầy đủ bồn cầu, vòi chậu cũng như là vòi xịt. Đồng thời đây là khu vực đây ạ, Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần để tủ lạnh nha. Không gian bếp này thì có một bộ bàn ăn gỗ pơ mu rất là đẹp, rất là sang. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Vào trong cái không gian bếp này, thì chủ nhà cũng lắp đặt luôn một cái chiếc điều hòa không bị nóng. Có tủ kệ ở các trên tường này, cũng như là trong hốc tủ đây này. Đây ạ, giới thiệu với mọi người, tận dụng tối đa mọi cái vị trí cũng như là cái không gian của ngôi nhà để thiết kế thêm tủ kệ để đồ ở đây rất là đẹp, rất là chắc chắn. Đây, chất liệu tủ là gỗ sồi rất là đẹp. Và phòng bếp thì được ngăn cách bởi một cái kính này mọi người, một cái cửa gỗ kính rất là chắc chắn, rất là sang nha mọi người ơi. Với cái căn nhà này phải nói là vô cùng đẹp, vô cùng cao cấp. Tiếp theo mời mọi người lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, khám phá tiếp tầng 2 cùng em Ánh nhé.